Tiền đạo Tiến Linh nguy cơ vắng mặt trận ra quân SEA Games 31. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gặp vấn đề về cơ trong buổi tập mới nhất của U23 Việt Nam và cần thời gian hồi phục. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cho U23 Việt Nam đá nội bộ như một bài tổng duyệt để chốt danh sách 20 cầu thủ. Ở trận này, toàn đội đều thể hiện sự cố gắng để ghi điểm với thầy Park. Sau đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã không may bị căng cơ. Dù vấn đề mà Tiến Linh gặp phải không nghiêm trọng, nhưng anh sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục với hy vọng có thể chơi trận mở màn gặp U23 Indonesia. Tiến Linh cùng với Hồng Dũng và Hoàng Đức là ba sự tăng cường cho đội U23 Việt Nam ở SEA Games năm nay. Sự có mặt của chân sút Bình Dương giúp thầy Park vơi đi nỗi lo trên hàng tấn công, nhưng việc anh có nguy cơ vắng mặt trận gia quân sẽ lại khiến chiến lược gia người Hàn Quốc đau đầu. Hiện tại ngoài Tiến Linh, U23 Việt Nam còn ba tiền đạo là Hồ Thanh Minh, Nguyễn Văn Tùng và Nhâm Mạnh Dũng. Tuy nhiên những cầu thủ này còn non kinh nghiệm và không thật sự được đánh giá cao.